Đây YouTube nên mình đã có clip nha anh em. Chóng em mới về luôn nha anh em ơi. Đi lâu lắm rồi mình mới được quay clip nó hấp dẫn nha anh em. Buổi chiều nha anh em, chiều mát nha. Đó, thấy mồi trẻ mình ha. Để bắt bỏ nó kéo nha anh em. Này có bắt quá anh em ơi. Cái con nó con này nó hơi cao nha anh em. Rồi. Mà phê nha anh em. Con mỏi ha. Chống tơi ha anh em. Mới về là nắm đầu liền nha anh em. Nè anh em. Mình mới vừa dỡ con trống hay xong nha anh em. Rồi mình sẽ đặt mỏi xuống nha anh em. Quay cho anh em mình xem chơi ha. Yeah, man.